Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới tuần này. Cái video này thì mình đã muốn làm từ rất là lâu rồi. Bởi vì cái vấn đề mà mình muốn nói ra trong cái video này thì chính là cái vấn đề mà ngày xưa mình gặp phải rất là nhiều. Và mình tin rằng hiện tại cũng có rất là nhiều bạn đang gặp phải cái vấn đề này mỗi khi trang điểm. Đó chính là cái lớp nền của chúng mình không được đẹp, nó bị mốc, nó bị cakey và nó bị bết lại với nhau. Và làm cách nào để có thể giải quyết được vấn đề đó thì ngày hôm nay mình sẽ nói cái điều đấy trong video này. Và các bạn hãy cùng theo dõi hết video này cho mình nhé. Nhưng mà trước khi theo dõi tiếp video này thì hãy nhớ ấn subscribe cho kênh YouTube của mình và hãy ấn like video này nếu như bạn thích nhé. Và để bắt đầu video thì mình sẽ chỉ qua một vài những cái nguyên nhân gây ra cái vấn đề làm lớp nền của chúng mình không được đẹp. Thứ nhất đấy chính là da của bạn quá khô và không đủ ẩm. Thứ hai thì đấy chính là da của bạn không được tẩy da chết và các tế bào chết thường xuyên. Bởi vì các tế bào chết và da chết sau khi gặp kem nền thì nó sẽ bị bong chóc ra, vậy nên là làm cho lớp nền của chúng mình không được mịn đẹp và nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là bị bết và bị cakey. Điều thứ ba thì đấy chính là dụng cụ make up của các bạn đang bị bẩn. Như mình trước khi mỗi lần mà mình trang điểm với kem nền thì mình luôn luôn mang cái bông của mình đi giặt. Và nếu như mà chúng mình không mang cái bông mút của chúng mình đi giặt thì cái lớp kem nền cũ và cái lớp kem nền mới cộng với cái lớp bụi bẩn bám vào bên ngoài cái lớp bông mút thì nó sẽ bị dính vào da và nó sẽ làm cho làn da mình bị dày, bị bẩn. Và điều thứ tư thì đấy chính là lựa chọn kem nền sai. Lựa chọn kem nền sai ở đây có thể rằng là lựa chọn sai cho với cái loại da của mình, loại da khô, loại da thường, loại da giống. Mỗi loại thì sẽ có một cái loại kem nền khác nhau. Và thứ hai thì đấy chính là lựa chọn sai tông màu. Tại sao lựa chọn sai tông màu cũng ảnh hưởng đến cái việc làm lớp kem nền có đẹp hay không? Bởi vì nếu như mà các bạn da hơi ngăm một chút mà các bạn lựa chọn một loại kem nền quá sáng thì khi mà chúng mình đánh lên trên mặt, thứ nhất nó sẽ làm cho da của bạn nhìn trông nó khá là nhem nhuốc, và thứ hai thì tất nhiên là những cái vết cakey nó bị bật lên so với khỏi tông da thì nhìn nó càng lộ liễu hơn. Vậy nên là lựa chọn kem nền phù hợp với loại da là một và phù hợp với tông da của mình là việc rất là quan trọng. Và để đi vào các bước trang điểm thì đầu tiên chúng mình phải lưu ý chính là da mặt chúng mình phải thật là sạch nhá. Nếu như mà bạn có lớp trang điểm hoặc là lớp kem chống nắng ở trên mặt rồi mà muốn thay cái lớp này đi bằng một cái lớp trang điểm khác thì tất nhiên chúng mình sẽ phải sử dụng double cleansing, này chính là dùng tẩy trang trước và sau đó dùng sữa rửa mặt. Còn với những hôm mà mặt mình đang free như thế này thì chúng mình có thể ưu tiên sử dụng những cái loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch đi những cái vết cặn dưỡng da và những cái vết bẩn khi mà mình ngủ mình lăn lộn để lại thôi. Thì những dụng cụ và những sản phẩm mà mình thường dùng để làm sạch da thì đó là gì? Thứ nhất thì chính là dầu tẩy trang của Sumira, và thứ hai thì đấy chính là máy rửa mặt. Cái máy rửa mặt mình đang sử dụng đấy chính là của Foreo. Đây là một cái máy hình như là nó là rẻ nhất trong tất cả các dòng máy của Foreo, là một cái máy rất là nhỏ gọn, rất là tiện để có thể mang đi du lịch. Và mình thấy thì đây là một cái máy rửa mặt nó làm rất là tốt cho các nhiệm vụ là làm sạch da và có thể tẩy được cái tế bào chết nữa. Và bước tiếp theo thì chính là bước sữa rửa mặt. Cái loại sữa rửa mặt mình đang sử dụng hiện tại đấy chính là của Rachel. Mình nhớ không nhầm thì mình sử dụng nó được khoảng 2 tuần. Và cái sản phẩm này thì nó là có một kết cấu là gel và đặc biệt thì là nó không tạo bọt các bạn, nó không hề có một tí bọt nào ở trên da mình luôn. Sự thật rằng là với những sản phẩm sữa rửa mặt cho dù nó có bọt hay là không có bọt thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái việc làm sạch của chúng mình đâu. Và mình thấy là cái sản phẩm này sẽ phù hợp với những bạn nào có làn da nhạy cảm này. Thứ nhất là cái mùi của nó rất là dịu nhẹ. Thứ hai thì là cái kết cấu của nó là dạng gel nhưng mà dạng gel rất là lỏng, rất là mượt, khi mà massage thì cảm thấy rất là dễ chịu trên mặt. Và thứ ba thì đấy chính là cái cảm giác nó để lại sau khi mà mình rửa mặt, nó là một cảm giác rất là mềm, rất là mượt. Mặc dù da mình thì không phải là da nhạy cảm đâu nhưng mà cái cảm giác an toàn của cái sản phẩm này mang lại trên da của mình khiến mình cảm thấy rất là thích và mình muốn sử dụng nó thường xuyên và lâu dài hơn. Và bình thường sau khi mà mình rửa mặt xong ấy thì mình sẽ để mặt như vậy và dùng dưỡng da sau đó trang điểm thôi. Nhưng với những cái ngày mà có những cái sự kiện đặc biệt hơn thì làm sao, mà mình cần một cái lớp kem nền nó thật sự đẹp, nó thật sự là long lasting thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ sử dụng cái mặt nạ này của The Body Shop. Cái mặt nạ này thì có tác dụng là có thể detox cho làn da, làm cho làn da của mình sạch hơn, sáng hơn và nó giải tỏa được cái căng thẳng ở trên làn da. Tất nhiên thì cái này thì mình sẽ dùng vào buổi tối trước cái hôm mà mình cần phải trang điểm đó. Và sau khi mà sử dụng cái đó xong thì mình sẽ tiếp tục sử dụng đến cái mặt nạ giấy của Innisfree này có tên là Second Skin Matte. Mình nghĩ là cái này rất là nổi tiếng và rất là nhiều người đã yêu thích và sử dụng nó rất là nhiều rồi đúng không? Mình cũng rất là thích mà mình mua rất là nhiều. Mỗi lần mà mình mà đi ra sân bay là mình sẽ phải khuân cả mấy chục hộp về. Nhầm không, mấy chục hộp thì hơi lố, nhưng mà nói chung là sẽ khuân rất nhiều về để sử dụng thường xuyên. Bởi vì cái mặt nạ này mua store thì nó cũng đắt ít, mà nếu mà đi ra sân bay thì nó sẽ được rẻ hơn. Mà đôi khi thì Innisfree nó có cái khuyến mại là mua 2 tặng 1, vậy nên là mua sân bay thì là một cái giá rất là hời. Mỗi khi mà mình sử dụng cái bộ đôi này vào
vào buổi tối trước hôm cái hôm mà mình trang điểm ý, thì cho dù mình đánh bao nhiêu lên chăng nữa thì cái da của mình nhìn vẫn rất là căng, rất là mịn và rất là mướt, và nó có thể long lasting ở trên da rất là lâu nữa. Vậy nên là mình rất là yêu thích cái bộ đôi này. Còn với những hôm mà mình không cần thiết cầu kỳ quá, perfect quá với cái lớp nền của mình thì mình sẽ đi thẳng luôn vào bước dưỡng da. Và cái chương trình dưỡng da của buổi ban sáng trước khi mà mình trang điểm thì rất là đơn giản thôi, đó chính là toner, essence và có thể là một loại serum nào đó nếu như mà hôm đó tình trạng da của bạn đang cần một loại serum, và sau đó là một loại hóa ẩm. Thì cái toner và cái essence mà mình đang sử dụng hiện tại thì chính là của Caudalie. Thực ra cái hãng Caudalie này nó không phải là hãng bán những sản phẩm dưỡng da quá đắt đâu. Mình thấy giá cũng rất là phải chăng và mình khá là thích những cái sản phẩm của cái hãng này, đặc biệt là cái toner mà mình đang sử dụng cái này. Mỗi ban sáng mà mình dùng cái này lên là mình cảm thấy tỉnh ngủ luôn ấy, bởi vì nó có cái sự the mát, kiểu nó bạc hà, nó có min ở bên trong hay sao ấy. Cảm thấy rất là phê mỗi khi mà mình bôi nó lên trên da. Và tiếp sau đó sẽ là essence. Cái essence này thì nó có tác dụng làm mềm da rất là nhiều. Mềm lắm các bạn ạ. Khi mà dùng lên đang cảm thấy da nó mềm ơi là mềm. Nó không mềm đến mức như da em bé đâu, nhưng mà nó cũng rất là mềm. Nói chuyện thật là tối nghĩa. Tiếp sau đó thì sẽ là kem khóa ẩm. Kem khóa ẩm mình đang dùng là của The Body Shop Seaweed. Mình đã dùng hết, nhìn thấy chưa? Sạch bong rồi, còn đúng là vết đáy thôi. Cái lọ này thì mình dùng rất là nhiều rồi, mình dùng nhiều lắm, 3-4-5 lọ rồi, mà vẫn không tìm được một cái sản phẩm nào thay thế. Bởi vì cái này nó có khả năng kiềm dầu khá là tốt, mà nó cũng để lại một cái lớp ẩm rất là tốt trên da, đủ để có thể có một lớp nền đẹp. Tiếp sau đó là bước chống nắng. Bước này rất là quan trọng nếu như mà các bạn đi ra ngoài vào ban ngày. Mình có rất nhiều kem chống nắng, nhưng mà lúc nào mình cũng chỉ thích sử dụng cái kem chống nắng của Supergroup rồi thôi. Rồi tiếp sau đó chính là bước kem lót. Có thể điều này các bạn sẽ không nhiều người để ý đến cái việc này đâu. Nếu như mà da của chúng mình là một dạng da khô hoàn toàn hoặc là da dầu hoàn toàn thì tất nhiên những cái loại kem lót dành cho da khô và da dầu sẽ phù hợp với các bạn. Nhưng mà với những bạn mà có cái loại da là hỗn hợp như mình, chỗ thì nó khô, chỗ thì nó dầu như mình ý, thì chúng mình có thể sử dụng hai loại kem lót trên mặt cùng một lúc. Như là da mình thì là da hỗn hợp thiên dầu, vậy nên là cái vùng chữ T của mình sẽ ra dầu khá là nhiều. Sau tầm khoảng 3-4 tiếng sau khi mình trang điểm, và hai vùng má này thì nó vẫn cứ khô như vậy. Vậy nên là lúc nào mình cũng có hai cái sản phẩm kem lót ở trên mặt. Thứ nhất là chính là cái loại này của VDL. Mình thường dùng cái này để apply cho cái vùng ở trên phần trán này và hai cái vùng má. Và cái này là của Tatcha thì mình dùng để apply vào vùng giữa, vùng chữ T này. Cả hai cái này thì mình đã nói trong một cái video khác của mình rồi, và mình đều rất là thích hai cái này. Một cái thì có thể che lỗ chân lông và kiềm dầu rất là tốt, còn một cái thì mang lại cho làn da của mình có một độ ẩm rất là tuyệt vời. Và mình sẽ lấy một ít trên tay chấm vào cái vùng bên má này, và một ít ở trên trán này, sau đó thì tán nhẹ ra. Cái kem lót thứ hai, mình nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn nói rằng là tại sao trang điểm một cái lớp kem nền không thôi, nó phải cầu kỳ lắm bước lắm thể loại như thế này. Nhưng mà thực chất thì cái để quyết định cho cái việc trang điểm của bạn ngày hôm đấy có đẹp hay không, nó không chỉ là mắt, không chỉ là lông mày đâu, mà nó là cái nền của các bạn. Nền có đẹp, có mịn, có căng ấy thì nhìn cái tổng thể cái trang điểm của bạn nhìn nó mới đẹp được. Chứ mà không mà chúng mình chăm chú vào cái phần kẻ lông mày này, làm mắt này, rồi cái nền nó lại bong chóc, nó bị khích kỳ nhìn lên, thì thứ nhất là trông mình bị già quá tuổi, và thứ hai là trông lãng phí cái nhan sắc của mình lắm. Thế nên là mình phải cẩn thận và tỉ mỉ cái phần lớp nền là như vậy đó. Ok, xong lớp kem lót, chuyển sang lớp kem nền thì dụng cụ của mình đã được làm sạch, Beauty Blender đã làm sạch và nó đã nở ra rồi. Với kem nền thì hiện tại mình đang rất là thích sử dụng cái kem nền này của Giorgio Armani, có tên là Luminous Silk Foundation. Cái kết cấu của nó rất là mỏng, thế nên là mang lại cho mình cảm giác rất là tự nhiên, rất là thoải mái trên da. Và bởi vì nó mỏng như thế, thế nên là cái độ che phủ của nó sẽ không hoàn toàn là high hay là full coverage đâu. Mà những cái đó thì chúng mình sẽ để dành cho kem che khuyết điểm đi. Cái mình quan trọng là cái kem nền này nó mang lại cho mình cảm giác như thế nào trên da và cái finish của nó là như thế nào thôi. Nó không lì quá mà nó cũng chẳng bóng quá, vậy nên là nó rất là phù hợp với cái nhu cầu hàng ngày sử dụng của mình. Và với cái kết cấu khá là mỏng của nó, vậy nên là trước khi dùng thì mình thường xuyên phải lắc lên như thế này. Và sau đó sẽ đổ một ít ra cái ngón đeo nhẫn của chúng mình, sau đó thì chấm hết lên toàn mặt. Thay vì cái việc các bạn quệt một mảng to ở trên da, thì chúng mình hãy chấm từng cái mảng nhỏ, từng cái nốt nhỏ trên da, và sau đó hãy dùng tay mà dạng đều ra một chút nhá. Nếu mà làm như vậy thì mình thấy là cái lớp nền của chúng mình sẽ mỏng hơn, và nó sẽ giảm bớt được cái việc là bị không đều ở trên da. Hãy nhớ là dùng bông mút để dặm, chứ đừng dùng bông mút để quẹt như này nhá. Với những bạn mà có thói quen sử dụng kem nền bằng chổi thì có một điều lưu ý, thì chính là khi mà các bạn tán kem nền thì chúng mình nên tán theo cái chiều lông mọc. Lông mọc theo cái chiều này đúng không? Thì chúng mình tán xuống như này, chứ đừng hất ngược lên, cũng đừng xoay tròn như này. Và phần trên trán cũng thế, cũng đi theo cái chiều ngang như này, đi theo chiều ngang như này. Như vậy thì cái lớp kem nền của chúng mình nó sẽ tiệp vào phần da và tiệp vào cái phần lông mặt hơn. Tại sao mà mình lại thích sử dụng bông mút hơn? Bởi vì là các bạn biết là cái bông mút này thì nó sẽ có cái khả năng là thấm mút, thấm hút. Nghe quá.
nó có khả năng thấm hút cái lớp kem nền của mình trên mặt đúng không? Nó sẽ làm cho chúng mình hơi tốn kem nền một chút đấy, nhưng mà nó sẽ làm cho da của mình nó sẽ đều màu hơn, đều kem nền hơn và nó sẽ mỏng hơn. Vậy nên là nếu như mà không sợ tốn thì chúng mình cứ sử dụng cái bông mút này đi thì nó sẽ hợp lý hơn. Vì là mình xác định rằng là mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm ở cái vùng mắt này của mình, vậy nên là mình sẽ không tán kem nền vào vùng mắt để tránh cái việc làm cho cái kem nền ở cái vùng mắt này nó bị quá dày. Cái khoảng ở dưới vùng mắt này nó cũng chính là cái khoảng rất là dễ bị bết và bị kích kỳ, vậy nên là nếu mà tránh được cái lượng kem nền hay là lượng kem độ phấn ở trên đấy càng nhiều càng tốt nhá. Với mình, cái lớp kem nền chúng mình đánh được càng mỏng thì càng đẹp và càng ít rủi ro hơn. Với những bạn mà có một làn da rất là đẹp, không có nhiều khuyết điểm thì chúng mình hãy nên hạn chế sử dụng kem nền, hãy dùng một lượng rất là mỏng ở trên da thôi để làm đều màu da thôi. Còn với những bạn mà có nhiều cái vết khuyết điểm như mình ý, thì chúng mình có thể sử dụng cái loại kem nền dày hơn một chút, có cái độ che phủ cao hơn, hoặc là sử dụng những cái sản phẩm che khuyết điểm. Nhưng mà hãy nhớ là từng bước hãy đều tán thật mỏng thôi nhá, và hãy dặm thật là kỹ lên, bởi vì là càng dặm kỹ thì da của chúng mình càng mỏng và càng đẹp. Ok, vậy là cái lớp nền ok rồi đó. Và sau đó sẽ là cái bước che khuyết điểm. Thường thì cái bước che khuyết điểm lúc nào mình cũng mix giữa hai cái màu này với nhau. Một cái màu là của The Same mà. Đúng rồi, một cái màu là của The Same màu 1.75 và một màu là của Too Faced. Màu này là màu Snow. Mình nhớ không nhầm là mình mua là màu sáng nhất. Thì bởi vì là một màu hơi tối và màu sáng nhất mình mix lại sẽ là vừa đẹp ở trên da. Với bước che khuyết điểm thì các bạn có thể chấm trực tiếp lên trên da của mình như thế này cũng được, nếu như mà các bạn có thể ước lượng được cái lượng kem vừa đủ ở trên da. Còn nếu như bạn nào không ước lượng được cái lượng kem trên da thì chúng mình có thể quẹt nó ra tay, sau đó lấy cái bông mút chấm vào xong rồi chấm lên trên da thì nó sẽ lưu từng lớp lên một, nó sẽ an toàn hơn. Nhưng mà bởi vì mình đã quen với cái việc là chấm trực tiếp lên trên da rồi, mình cũng ước lượng được cái sản phẩm như thế nào là vừa đủ ấy, vậy nên là mình sẽ trực tiếp làm như vậy luôn. Ban đầu thì mình sẽ tán ở ngoài trước và sau đó sẽ đi dần vào cái phần quầng mắt. Ôi trắng thế, nhìn ghê vãi, nhìn trắng đúng không, nhưng mà một chút nữa thôi khi mà mình tán đều ra thì nó sẽ lại đẹp. Bây giờ là các bạn thấy là cái lớp kem nền của mình trên mặt nó rất là mịn đúng không? Khi mà mình tán kỹ như vậy thì cái lớp kem nền nó mỏng hơn và nó sẽ làm da của mình nó bóng bóng, wow, xinh xinh như này. Ok, bước tiếp theo. Và tiếp sau đó sẽ là phấn phủ. Cái loại phấn phủ mình đang dùng chính là của Laura Mercier. Mình nghĩ là các bạn đã xem được cái hộp này ở rất nhiều những cái video trước rồi, và mình cũng chắc chắn một điều rằng là các bạn cũng sẽ nhìn được cái hộp này ở rất nhiều những video sau. Bởi vì là mình rất là thích cái hộp này. Mình không biết là mình sẽ phải sử dụng cái hộp này đến bao giờ, và mình không biết là mình có thể tìm được một loại nào thay thế được cái này không. Cái hộp này mình đã mua từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình dùng miệt mài mãi vẫn chưa hết. Bên trong cái hộp phấn này thì những hạt phấn của nó rất là nhỏ và nó cũng khá là nhiều nữa, và hơn nữa là cái do cái cách dùng của mình ý, cũng rất là tiết kiệm phấn. Thế là mua một hộp tuy nó hơi đắt một tí nhưng mà dùng mãi vẫn không hết ý. Mình ưu tiên sử dụng những cái loại phấn bột như thế này chứ mình không thích sử dụng phấn nén, bởi vì cái phấn nén khi mà chúng mình lấy phấn ý, thì chúng mình sẽ lấy một lượng khá là nhiều lên trên da và lại làm cho da mình nó bị dày lên. Và với phấn phủ thì cái hạt phấn nó vốn đã nhỏ rồi, khi mà mình lấy phấn còn gõ bớt đi nữa thì nó lại càng mịn càng nhỏ hơn. Vậy nên là khi mà đánh lên trên da thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ mỏng hơn. Sau đó thì mình sẽ lăn lên trên này, lăn lên những cái vùng mà nó dễ bị tiết ra dầu nhất. Đó. Tại sao mà khi mình đánh phấn phủ mình chỉ phủ mỗi cái vùng chữ T vùng dưới mắt và cái vùng cằm này thôi? Bởi vì cái vùng dưới mắt là khi mình che khuyết điểm mình cần một cái lượng phấn để giữ được cái che khuyết điểm đấy nó ở trên vùng mắt nó không bị nhăn. Và với vùng chữ T này thì bởi vì da mình hay bị da dầu vào vùng chữ T thì nên là lúc nào mình cũng sẽ phải phủ phấn vào vùng đây. Nhưng mà tại sao mình lại không phủ phấn vào hai bên má và cái phần gò má này? Nào trang điểm thì mình cũng sẽ chia phần ra, cái phần nào là cho phấn phủ, cái phần nào là cho phần má và phần nào là dành cho contour tạo khối, thì phấn của những cái vùng đó nó sẽ hoàn toàn không đụng đến nhau. Ví dụ như cái phần để tạo khối ở đây thì mình sẽ không bao giờ phủ phấn phủ lên, bởi vì thứ nhất là khi mình phủ phấn phủ lên ấy thì mình sẽ làm cho cái kem nền của mình nó sẽ bị lì đi mất rồi, nó sẽ không còn dính được cái lớp phấn tạo khối lên trên mặt nữa, nó cũng sẽ làm giảm đi cái độ bền của cái tạo khối của mình. Và thứ hai thì nó sẽ làm cho làn da mình nhìn trông nó sẽ lại bị dày hơn. Hạn chế nhìn càng mỏng càng tốt, vậy nên là mình dùng càng ít phấn càng tốt nhé. Là các bạn sẽ nhìn thấy cái vết mụn đúng không? Tại sao là mình không che nó đi hoàn toàn? Nếu như mà mình động chạm những cái mỹ phẩm mà mình che lên là quá nhiều thì mình cảm thấy như là cái này nó sẽ không được thở và nó sẽ không được phát triển nhanh nữa. Thế nên là mình luôn cố gắng để cho nó càng thoáng càng tốt, mình không muốn là che phủ quá nhiều. Với mình một hai cái vết mụn nhỏ trên mặt như này nó là không đáng kể cho lắm, nó không ảnh hưởng gì đến tâm trạng như là hoạt động của mình. Và một chút phấn má cho mặt hồng hào.
hồng chưa, hồng đều chưa. Và tiếp tới sẽ là highlight. Không biết là các bạn có tin hay không, nhưng mà với những hôm mà mình đánh kem nền mà nó hơi bị bết bết, hơi bị cháy phấn ở cái vùng má này, thì highlight chính là cứu cánh của mình. Mình có thể che phủ được cái lớp đấy bằng cái sự sáng chói lòa của cái highlight. Thì đó, vậy nên là highlight là một việc rất là cần thiết mỗi khi mà mình trang điểm. Nói rằng là nó có thể giấu giếm đi được cái lớp kem nền nó bị cakey đó, nhưng mà nếu như mà các bạn bị cakey toàn mặt đi thì chúng mình không thể nào mà đánh highlight lên toàn mặt, đúng không? Vậy nên là chỉ tùy vào những từng điểm thôi, không phải cái điểm nào chúng mình có thể chét highlight lên để có thể che giấu được đâu. Nếu như mà cái lớp kem nền nó bị quá cakey thì chúng mình nên tẩy đi và làm lại, làm lại từng bước như mà mình hướng dẫn từ bước đầu ấy, thì chắc chắn là da các bạn sẽ rất đẹp lúc đấy. Thì tin mình đi, đánh highlight thì có thể nói rằng là làm cho da của bạn trở nên đẹp hơn thật đấy. Nhưng mà với những bạn mà đang có cái vấn đề về da như kiểu bị mụn này thì chúng mình nên hạn chế đánh highlight lại, bởi vì là nó sẽ làm bật lên những cái vết mụn của chúng mình rất là rõ đấy. Như cái vết mụn này của mình này, mình có đánh highlight thì mình sẽ né nó ra. Ui, chúng mình đã hoàn thành xong cái lớp nền và bây giờ thì mình sẽ dành một chút thời gian để có thể hoàn thiện lại cái makeup của mình ngày hôm nay đã nhé. Cái video ngày hôm nay thì đã kết thúc rồi. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều nhé. Và hy vọng rằng là mình sẽ nhận thêm được nhiều những cái comment, những cái gợi ý cho những cái chủ đề tiếp theo của các video của mình. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.